hồi lại các anh em người dân có hỏi cầu theo sở thích của mình không, hoặc có ý kiến gì về chủ trương của mình đang bắt hay xả lỏng. Vâng, và thời gian cũng đã hết. Xin mời ý kiến từ đội trọng tài. Giải sai trong đầu năm, câu lạc bộ An Nghĩa xin phép bắt đầu. Một tập thi đấu của chúng ta có 6 phút. Từ vòng thi đấu thứ nhất đến vòng thi đấu thứ 5, vòng sơ loại. Đội trọng tài sẽ hạ trực tiếp những núi chim có thái độ tập thông, tập thô, tập nắng. Xem xét cân nhắc những núi chim được rút hình sù cổ, không tham gia thi đấu. Và những núi chim nhanh lãng xạ sờ trên không có thái độ thi đấu. Những núi chim có thái độ lỗi nhẹ như xì lông đánh, xì bô, ngoái, cắn đăng, cắn cân, xù bô. Một lần, tuy nhiên thái độ thi đấu trên sân bóng.